đi Côn Đảo anh. Xin chào các bạn. Mình đang ở trong xe buýt trong sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị ra máy bay. Trước mặt mình là chiếc Airbus A350 mang livery SkyTeam của Vietnam Airlines. Mình cũng đã từng có lần được đi chiếc này. Bây giờ em nó đã được sơn lại phần mũi, trông đẹp đẽ hơn nhiều. Hôm nay mình không bay với máy bay A350 mà sẽ được trải nghiệm chiếc máy bay nhỏ nhất trong đại gia đình Vietnam Airlines. Đó chính là chiếc máy bay cánh quạt ATR-72. Đây cũng là lần đầu tiên mình được bay với chiếc ATR-72, cho nên khá háo hức. Xe buýt đã bắt đầu chuyển bánh và mình sẽ được trải nghiệm tour ngắm cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trước. Có thể thấy rất nhiều các loại xe phục vụ mặt đất ở trong sân bay. Kia là tháp điều khiển không lưu cũ của sân bay Tân Sơn Nhất. Và xe buýt đã đến bãi đỗ của chiếc ATR-72. Đây chính là chiếc ATR mình sẽ được trải nghiệm ngày hôm nay. Máy bay mang số năng bạ VNB218. Sân bay Tân Sơn Nhất hôm nay cũng có khá nhiều máy bay nước ngoài. Tranh thủ để chụp vài tấm. Chiếc ATR-72 chỉ mở một cửa lên cho hành khách ở phía đằng sau. Còn ở phía trước là cửa để vào hành lý. Cửa cũng khá hẹp nên hành khách phải chờ tới lượt lên máy bay. Mình thì không vội gì. Càng được ở dưới sân bay lâu càng tốt. Mấy khi có dịp. Chiếc ATR này là của hãng Vasco. Tuy nhiên Vasco là công ty con của Vietnam Airlines, nên cũng có thể nói đây là máy bay thuộc đại gia đình Vietnam Airlines. Thật ra là chuyến bay này mình mua vé trên trang web của Vietnam Airlines và cũng làm thủ tục tại quầy của Vietnam Airlines. Hãng đang có chương trình khuyến mại khá hấp dẫn. Bay từ Hà Nội đi Côn Đảo chỉ với 1,3 triệu cả thuế phí. Tất nhiên là sẽ phải chuyển máy bay tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người thì ngại chuyển máy bay hay bay nhiều chuyến, nhưng với người thích máy bay như mình thì càng bay nhiều chuyến càng thích. Cũng như nhiều người ngại đi ATR, còn mình thì lại háo hức được trải nghiệm. Một chiếc ATR khác của Vasco vừa cất cánh. Tất cả hành lý của hành khách đã được chuyển lên máy bay. Mình cũng chuẩn bị lên máy bay thôi. Cầu thang lên xuống chính là cửa của máy bay. Nếu so với các máy bay khác thì khoang của chiếc ATR-72 khá hẹp. Khoang chỉ bố trí được 4 hàng ghế.
Chân của khoang khách cũng thấp hơn. Tuy nhiên mình cao 1m8 vẫn có thể đi thẳng thoải mái, không phải khom người. Và đã đến chỗ của mình rồi. Vị trí 6D. Mình chọn vị trí này để có thể quan sát hoạt động của cánh quạt máy bay. Thật ra thì vị trí 5A hoặc 5D sẽ quan sát ngang tầm cánh quạt hơn, nhưng có người chọn mất rồi. Hãng Vasco chưa có khâu chọn chỗ khi đặt vé, mà sẽ xếp chỗ khi check-in. Các bạn chỉ cần ra sân bay sớm và đề nghị nhân viên check-in cho chỗ phù hợp là được. Động cơ phía bên phải đang được khởi động. Thổi vào hai miệng van đã lôi cuốn sự chú ý có một còi và một đèn tín hiệu trên áo phao. Quý khách lưu ý không lấy áo phao ra khỏi vị trí khi không có yêu cầu của tiếp viên. Bạn hướng dẫn an toàn. Quý khách vui lòng dành thời gian để đọc bản hướng dẫn an toàn trong tư ghế phía trước. Xin cảm ơn sự chú ý của quý khách. Các bạn chú ý góc của lá cánh quạt sẽ thay đổi. Còn tốc độ cánh quạt lúc chậm lúc nhanh hay quay ngược quay xuôi là do ảnh hưởng của tốc độ màn chập camera mà thôi. Chiếc ATR bắt đầu chạy taxi ra đường băng. Tiếng ồn của động cơ máy bay này lớn hơn các loại máy bay sử dụng động cơ turbofan như A321, A350. Và vị trí mình đang ngồi có lẽ là vị trí ồn nhất. Nhưng mình lại phấn khích bởi tiếng động cơ máy bay. Lại tiếp tục được ngắm sân bay Tân Sơn Nhất trong khi máy bay chạy taxi. Bây giờ máy bay chuẩn bị rẽ vào đường băng cất cánh 25L. Máy bay đã bắt đầu chạy đà cất cánh. Máy bay đã rời khỏi mặt đường băng. Quãng đường chạy đà của chiếc ATR-72 cũng khá ngắn. Có thể thấy bên cạnh là đường băng 25R đang được đổ bê tông lại.
Khoảng đất còn lại của sân bay Tân Sơn Nhất cũng còn khá rộng. Máy bay vẫn chưa bay ra khỏi khuôn viên sân bay. Thời tiết ở Tân Sơn Nhất hôm nay khá tốt. Không biết thời tiết ở quần đảo thế nào. Máy bay đang bay ngang đường Trường Chinh ở phía đầu đường băng 07. Đây là chỗ ngồi của mình trên chiếc ATR. Khoảng địa chân cũng không đến nỗi hẹp, có khi còn rộng hơn hạng phổ thông trên các loại như A320, A321. Túi ghế phía trước có một bảng hướng dẫn an toàn bay cho loại ATR-72. Ngoài ra còn có một túi nôn và tạp chí Heritage. Mình cũng thỉnh thoảng coi tạp chí này trên các chuyến bay, chủ yếu là để ngắm các bức ảnh đẹp. Có vẻ máy bay càng bay xa Sài Gòn, thời tiết càng xấu đi. Đây là một chặng bay ngắn nên hành khách chỉ được phục vụ một chai nước đóng chai, không có đồ ăn. Chai nước này đã được hãng ướp lạnh. Khi mình bay hạng phổ thông, các loại máy bay khác thì nước không được ướp lạnh như thế này. Có lẽ đây cũng là một điều thú vị. Có lẽ bây giờ máy bay đang bay trên khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Có thể thấy các nhánh sông hướng ra biển. Thời gian bay cũng khá ngắn và bây giờ chiếc máy bay chuẩn bị hạ cánh. Có vẻ sẽ là một pha hạ cánh trong thời tiết mưa. Đúng là bên dưới trời đang mưa khá nặng hạt. Khá đáng tiếc là mình sẽ không được ngắm cảnh biển đảo khi máy bay giảm độ cao để hạ cánh. Máy bay đã bay xuyên tầng mây ở bên trên và bây giờ đã có thể nhìn thấy mặt biển ở phía dưới. Có thể nhìn thấy cả một số hòn đảo nhỏ mờ mờ ở đằng xa. Nếu thời tiết đẹp thì phong cảnh biển đảo chắc sẽ rất tuyệt vời. Mình nghe nói nhiều người sợ bay với ATR-72 vì máy bay bị ồn và lắc. Ồn thì cũng đúng, nhưng một chuyến bay của mình không hề nghiêng hay lắc. Máy bay bay khá êm, kể cả trong điều kiện thời tiết xấu như thế này. Máy bay đã chuẩn bị đáp xuống sân bay. Đây chính là bãi biển Đầm Trầu khá nổi tiếng ở Côn Đảo. Một pha hạ cánh cũng khá nhẹ nhàng trong điều kiện thời tiết mưa gió. Có vẻ các phi công của Vasco rất dặn dày kinh nghiệm với đường bay đến Côn Đảo.
Sơn, Côn Đảo. Bây giờ là 1 giờ 15 phút trưa giờ địa phương với nhiệt độ bên ngoài vào khoảng 24 độ C. Quý khách vui lòng vẫn ngồi yên tại chỗ với an toàn từ tay chân cho đến khi máy bay ngừng lại hẳn và đại hiệu cài an toàn từ hãng số hàng không Vasco. Cơ trưởng Nguyễn Bùi Hiên và phi đoàn xin gửi đến khách lời chào tạm biệt. Máy bay vòng lại ở phía cuối đường băng để quay về khu nhà ga của sân bay Côn Đảo. Và bây giờ máy bay đang rẽ vào nhà ga của sân bay Côn Đảo. Chiếc máy bay đang dừng hẳn và có vẻ các động cơ đang được tắt. Chiếc ATR-72 không có động cơ phụ trợ APU nên khi hai động cơ chính tắt thì điện trong khoang hành khách cũng mất. Chỉ đến khi xe cắt điện bên ngoài được kết nối với máy bay thì khoang khách mới có điện trở lại. Và bây giờ khoang khách đã có điện trở lại. Mình cũng lấy hành lý để chuẩn bị xuống máy bay. Tuy khoảng cách giữa chỗ đỗ máy bay và nhà ga không lớn, nhưng vẫn có xe buýt để đưa đón hành khách. Trời mưa như thế này mới thấy rõ ý nghĩa của việc này. Xe buýt bắt đầu di chuyển vào nhà ga của sân bay Côn Đảo. Chuyến bay đầu tiên của mình với chiếc ATR-72 đã kết thúc tốt đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.